Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh Quang TV. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái quá trình mình sửa chữa một cái con TV Sony nó bị tưng hình nhé các bạn. Nào, các bạn cùng xem. Và đây là cái bù đen của cái con TV Sony đấy các bạn. Sony KD43X8000G các bạn. Và đây là tổng quan của cái TV Sony 43X8000G. Thì mình tháo ra mình kiểm tra thì mình xác định cái bên trái của màn hình nó bị hư các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ cái nẹp bên trái ra và mình sẽ tiến hành loại bỏ những cái điện trở nằm ở cái vòng tròn màu xanh đấy các bạn. Và mình đã loại bỏ nó xong. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra máy các bạn. Và thành quả của mình là như thế này các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like. Các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ để mình có những gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem nha. Nhớ ủng hộ Quang TV nhé các bạn. Rồi, bye bye các bạn. Sau sinh nám thay đổi do nội tiết.